quân vương tương lai của vương quốc dầu sẽ là ai đây? An ally has been defeated. Đến đây, ta sẽ cho ngươi xem cuốn tiểu thuyết mà ta thích nhất. Your tower has been destroyed. Chị chưa chơi không? Đẹp cho Thank you.
bị tụt sau. Hình như chỉ vì tụt sau rồi còn phải hạ vẫn mà hạ đấy. Ừ. Tụt hết sau mới hết hạ. Treo máy thì trừ nhiều nhất các chị ạ, trừ là 4 điểm 4 uy tín, còn trừ là tận 6 điểm mà. Của em thấy là trừ cao nhất là 4 điểm. Treo máy AK nếu mà thoát ra là trừ 2, nhưng mà còn tùy trận đến thắng hay thua nữa. Chơi một chỗ chúng ta ở trong nếu mà mình đang ở trong trận mà đang ở trong trận mình không chơi ạ, em thấy của em bị trừ 4 điểm. Thế thì thấy nếu mà thoát tay thì chỉ có muốn là tắt máy đi thôi. Vâng. Tất cả đồng thuận thì cũng được. Vâng, em không biết cái đầu hàng đấy ở đâu nha. Em level 21 chị kìa. Tuyết sẽ bao trùm tất cả. Nhưng mà sao tự nhiên em lên level thì em cũng chẳng biết. Quốc dân phồn vinh, thật khiến lòng ta ấm áp.
Thành băng điều khiển tại suất. Đến đây ta sẽ cho người xem cuốn tiểu thuyết mà ta thích nhất. Hàn Quốc kiệt quả, Hàn Quốc dầu cồn vinh, thật khiến lòng ta ấm áp.